Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, những ngày này, các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nghiêm túc thực hiện. Trong đó, ý thức phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng được coi là việc làm quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện. Ghi nhận tại huyện vùng cao Bắc Hà. Đề nghị đeo khẩu trang khi vào nhà để đảm bảo sức khỏe được gia đình ông Phạm Tiến Hải, tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, dán ngay cửa ra vào. Được coi như một thông điệp mạnh mẽ để truyền tải thông tin, cần nâng cao ý thức phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tại cộng đồng. Về gia đình là cũng thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị của nhà nước. Thế cho nên là các cháu cũng có làm cái biển thông báo trước cửa để mà cũng làm công tác tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện tốt cái ý thức để phòng chống chung, đỡ ảnh hưởng tới cộng đồng và xã hội và cũng đồng thời là giữ gìn cho gia đình. Được coi là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Lào Cai, khu vực trung tâm thị trấn Bắc Hà luôn sôi động vào tất cả các ngày trong tuần. Tuy nhiên, những ngày này, các tuyến phố trung tâm thị trấn đều vắng bóng người qua lại, các hàng quán, dịch vụ không cần thiết đều đã đóng cửa. Còn tại chợ văn hóa Bắc Hà, theo ghi nhận, lượng khách đến chợ thưa vắng hơn. Hiện chợ văn hóa Bắc Hà chỉ duy trì các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết, đáp ứng đủ nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân tại địa phương. Trong cái thời điểm dịch cúm COVID-19 này ấy, thì ở chợ chúng tôi vẫn cứ đảm bảo là cung ứng hàng thịt lợn đầy đủ cho nhân dân. Và giá cả thì vẫn thế thôi, không có gì thay đổi cả. Còn chị em chúng tôi ở chợ thì thực hiện nghiêm chỉnh cái quy định của Bộ Y tế đã đề ra là luôn luôn đeo khẩu trang và đảm bảo phòng chống dịch an toàn. Còn những người khách mà đi chợ mà không đeo khẩu trang ấy là chúng tôi phải nhắc nhở là bạn cần phải giữ cho chúng tôi và bạn giữ cho bạn để đảm bảo cho toàn xã hội này an toàn lành mạnh. Với nguyên tắc phòng bệnh là chính, Bắc Hà đã xây dựng và triển khai các phương án đáp ứng phòng chống dịch bệnh với các tình huống cụ thể. Thành lập chốt kiểm soát liên ngành đường bộ tại quốc lộ 4 đoạn từ Xí Mần Hà Giang đi Bắc Hà. Tiếp tục tổ chức các tổ liên ngành của huyện giám sát công tác phòng chống dịch tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Các cơ quan đơn vị sẽ cho phép các cán bộ ở nhà làm việc và sẽ sử dụng các cái hệ thống theo công nghệ 4.0 để giải quyết các công việc tại nhà. Khi thực sự cần thiết thì mới đến cơ quan. Đối với hệ thống bộ phận một cửa thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và tuyên truyền nhân dân sử dụng nhận và trả kết quả qua bưu điện thì giảm thiểu cái việc các thủ tục hành chính đến giao diện trực tiếp. Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà đang cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, chung sức và nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng.